cưỡng chế và phá vỡ hoàn toàn hai căn biệt thự xây dựng không phép. Nhưng thực tế ở Phú Quốc không chỉ có hai mà còn đến 77 căn biệt thự khác xây dựng trái phép như vậy. Thưa quý vị, theo số liệu theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chỉ trên địa bàn xã Dương Tơ hiện có tới 229 căn nhà xây dựng trái phép, trong đó có tới 79 căn biệt thự được xây trên đất nhà nước quản lý, gây bất bình trong dư luận. Nhiều năm nay, khu vực Bãi Trường thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc nổi lên là một trong những điểm nóng về xây dựng trái phép, bào chiếm đất nhà nước, khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp. Tháng 6 năm 2022, khi được thành lập, Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Vậy lý do gì dẫn tới những sai phạm này? Theo Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ, trước năm 1998, khu vực này là đất cây rừng tự nhiên. Ngày 18 tháng 6 năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định thành lập rừng phòng hộ và đặc dụng Phú Quốc, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý theo thẩm quyền. Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ quản lý. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ kiểm tra, phát hiện trên phần diện tích 15 ha không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ theo quy định pháp luật, đã có các cá nhân vào chiếm đất, đổ đường bê tông nhằm mục đích phân lô. Quá trình kiểm tra làm việc thì không có người nào thừa nhận thực hiện hành vi vi phạm. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ ban hành thông báo và tiến hành phá dỡ đường bê tông xây dựng trái phép. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ phát hiện 24 căn xây dựng trái phép và ra thông báo yêu cầu phá dỡ toàn bộ vật kiến trúc. Tuy nhiên, hồ sơ không đảm bảo trình tự thủ tục nên không thực hiện được. Đến tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ phát hiện thêm 50 căn biệt thự xây dựng trái phép và đến thời điểm này lên đến 79 căn. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã xây dựng các công trình tường rào gạch với chiều cao bình quân 1,2m, xây theo hình thức phân lô và đổ 7 đoạn đường bê tông. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ mới chỉ lập biên bản vi phạm hành chính được 4 trường hợp, và trong đó thì có 2 trường hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc ra quyết định xử phạt, đồng thời thu thập hồ sơ và lập biên bản làm việc được 57 trường hợp. Đối với 2 trường hợp bị xử phạt vi phạm thì Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế phá dỡ vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Dư luận đặt vấn đề là vì sao trên đất nhà nước quản lý mà hàng loạt căn nhà không phép có thể được xây dựng và tồn tại ngang nhiên như vậy? Và đáng nói, trong 79 căn biệt thự không phép, có căn đã có người vào ở và một số căn đang hoàn thiện thì mới được phát hiện và xử lý. Sai phạm thì đã bị phát hiện, vậy hình thức xử lý sẽ như thế nào? Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang khẳng định sau khi cưỡng chế 2 căn đủ điều kiện sẽ tiếp tục rà soát tính pháp lý để cưỡng chế tháo dỡ tất cả những căn nhà xây dựng không phép, xây dựng trên đất nhà nước quản lý, đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định để trả lại hiện trạng, trả lại đất cho nhà nước. Lãnh đạo tỉnh này cũng nhấn mạnh điều quan trọng là phải trả lại đất nhà nước, trả lại hiện trạng, khắc phục hiện trạng. Tiếp đến sẽ bàn tới trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương, rồi các cơ quan chuyên môn và sẽ có hình thức xử lý nghiêm túc nhưng không phải lúc này. Theo thông tin từ ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang, 79 căn biệt thự này của rất nhiều chủ, mỗi người có 3 hecta, 5 hecta, 7 hecta. Họ mua giấy tay xong rồi phân lô bán. Chính quyền sẽ cưỡng chế những trường hợp xây dựng trên đất nhà nước, không có giấy phép xây dựng, tự xây dựng trên đất khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Còn nếu có dấu hiệu lừa đảo thì sẽ hình sự hóa, khởi tố bị can. Trước mắt xử lý cho xong 79 căn biệt thự, sau đó sẽ mở rộng sang các khu vực khác. Chúng tôi cũng xác định năm 2022 là cái năm thực hiện rất là nhiều vụ việc cưỡng chế, và chúng tôi cũng xác định là năm cưỡng chế. Do đó là chúng tôi sẽ quyết liệt lập lại cái trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Sau cưỡng chế 2 căn này, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, hoàn chỉnh, rà soát quy trình thủ tục, chúng tôi sẽ tiếp tục cưỡng chế những cái căn còn lại, đặc biệt là những cái khu vực ở Nam Bãi Trường, khu vực xã Dương Tơ, khu vực xã Hàm Ninh, trong đó khu bảo tồn biển. Chúng tôi sẽ quyết tâm lập lại cái trật tự kỷ cương sớm nhất trong thời gian tới.
liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Công an đã xác định được 3 bị hại, đồng thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can về hành vi lừa đảo, mua bán đất nhà nước. Riêng đối với những sai phạm đất đai, Đại tá Diệp Văn Thế cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và tiếp tục xử lý. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật tại báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.